trên má, mẹ ơi con nhớ nhà, làm sao để quay lại ngày ấy, thương biết bao nhiêu, lòng con biết bao điều chưa nói, cần vòng tay bố về, tìm hơi ấm những ngày lạnh giá, sao quá xa rồi. Sống tốt mẹ à, và ăn sáng đều đặn hàng ngày, bánh mì hay ổ đó mẹ à, mẹ thấy con sướng chưa, có đều chẳng nướng chưa, dậy mà không sớm để muộn giờ làm mất một tháng, còn muốn ra chờ để mua cái áo nhưng chợt nghĩ lại nên thôi, nhà mình còn nghèo không có điều kiện, con chốc lâu ngày rồi quên thôi, để tiền dành dụm lỡ khi con bệnh và gửi chút tiền về dưới quê, con chỉ lo một ngày nào đó thời gian làm mẹ phải già cỗi, tay chân run đôi mắt thì mờ, con ở phương xa sao chịu nổi, xa cách nghìn trùng con bởi thương mẹ suốt cả một đời, thương ơi nhưng mẹ ơi con không